Đội cử một vận động viên đem bao bố về vị trí xuất phát. Xuất phát cự ly 10m về đến đích. Trọng tài cho từng vận động viên vượt qua cầu khỉ để đưa nước về địa điểm tập kết. Kết thúc cự ly, vận động viên không được lấy tay chặn bóng, trọng tài đang kiểm tra. Trọng tài đang giám sát từng vận động viên không lo cho tay chạm vào bóng. Ở lần này các vận động viên thực hiện rất là nhịp điệu. Okay.